Đây, ở nhà em gió thì tôi bứt được một quả mận. Mận ngon không? Chín vàng. Ngon lắm anh Hải ơi. Vàng ống nhá. Miệng đang bị ngén lạc quẩn. Vẫn phải đập. Ăn thử ăn. Ui dồi ôi. Quả xanh. Xanh ăn mới giòn. Không biết là ăn từ đầu nào vào đây. Ngon quá. Quả xanh ăn chua. Rất là giòn và ngon. Trước cửa nhà này có cái quả gì nhỉ? Quả này á? Quả mâm xôi em. Hả? Quả mâm xôi. Làm quả này. Ngon lắm em ạ. Ừ. Cực ngon luôn. Ủa đây này. Đây. Ừ, ngọt nhỉ? Ôi, em đang ăn quả tí, em đang ăn cái quả mà nó đang mùi vị luôn đây. Anh đưa cho em này. Ờ, anh ăn đi. Anh ăn á? Ừ. Em sợ anh bóp nát này em không làm ăn à? Ăn từ tiểu. Đào cứ gì à? Leo trên đó thì luôn. Thôi không vào bước đào nữa thôi. Đi xuống đi anh. Nhưng mà đảo ngon quá. Thôi thì mà mình từ vùng mình bắt đầu từ cái nửa lưng chừng núi như là mà mình về mà cũng xin được quả đào về ăn. À, mấy anh cứ hai đi. Đào này đào tháng 7 đấy nhá. Đấy, đào này đào tháng 7. Ui dồi. Đào này bảo là bà sao ăn luôn. Bất trộm. Đùa thế, Mỹ Hải xin tiếng mông rồi. Chúng tôi đi qua đường này tôi bất thôi. Ngon. Ngon làm sữa. À, có trẻ con. Hello, chị Pấu. Mua có tứ. Đây xuống đây. Ui trên này có bản làng đẹp nhỉ. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Trần đạt. Ở ngoài kia có một cái bãi rất đất rất là rộng mà họ không ở, họ lại trồng ngô. Còn nhà thì họ lại phải ở vào trong đá. Thì các bạn biết như này. Ủa, đường ra đâu đấy? Đây à? Hay đi vào nhà đấy? Anh chẳng biết đâu. Đi thôi. À, đường thật. Hôm nào chắc chắn là mình sẽ phải lên đây quen một ông nào trên này để hỏi để nấu cơm ăn cơm trên này nhỉ? Anh Hải ạ. Đào lên trên này thì chả bán số 2. Còn để là gọi là anh em mình đến mà hái mà ăn thôi. Ngon này. Đây cây, đây cây thuốc lào đây phải không? Đúng rồi, cây thuốc lào. Tốt nhỉ. Đây đường ra đây à? Đường ra đấy. Bẩn quá nhỉ. À, chỗ này đang bị đổ tường rào đá. Ui giời. Đấy, các bạn thấy một ra đây có một cái bãi ngô rất là rộng nhưng mà họ không dám ở. Đấy, họ phải để dành cái chỗ này là để trồng ngô. Đấy.
Thế này các bạn thấy làm nhà đẹp không? Làm một cái nhà ở đây, mặt nhìn ra cái thị trấn này, quá đẹp. Ôi, đào quá. Quá. Tôi cũng không. Mồ hôi nhưng mà sướng, sướng lắm các bạn. Tỉnh bia luôn không? Tỉnh rượu luôn. Bia, vừa uống bia. Vừa uống bia. Đây. Lẹo quá rồi. Mệt lắm. Còn một đoạn nữa. Có mệt. Làm nốt quả đào ấy ra. Có. Đào trên này rất to nhỉ. Nếu mà mình là cứ phải vừa ăn vừa đi thì đớm mệt. Với lại nói chuyện thì đớm mệt. Mấy cả mới có sức. Đúng rồi. Còn có nghĩa là cứ ai mạnh người ấy ăn rồi. Anh mạnh người ấy có ăn thì đi mệt lắm. Chắc mình ăn nhiều hơn rồi. Mình đi khỏe hơn. Tôi tắm chưa ăn thì tôi thăng có khoản này đi chậm hơn nhá. Đấy, anh trai của gió đang mổ gà. Đấy, gà thì rất là vất vả, không phải ở bản này là dễ đi mua được gà đâu, mà anh trai của gió phải đi tận ra ngoài Lũng Phìn để mua mua gà về đấy. Anh Hải chỉ cho con chim mày hót xem hót nào. Mình lấy cái lá ngô. Lá ngô làm gì? Nó mới ra, nó mới giống, nó mới con. Con này là chim đực chứ phải không? Hả? Đâu? Quấn như này á? Đúng rồi. Ôi, trước anh cũng là một tay nuôi chim ấy. Ừ. Đấy, như này giữa chùy hết rồi. Đấy, chim chim đang nghe. Kéo tí vào nó lại hót ngoài ấy nhỉ? Treo sang người đi. Mấy cả chắc là vừa đang mổ gà kia nó nhìn nó chả khiếp à? Nhìn nó chả sợ, nó bảo ô chúng mày sắp mang ta đi mổ nốt nữa này.